Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Giữ ổn định giá điện, không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện trong quý 1 và quý 2 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ về tổ chức, quản lý, kiểm soát tiết kiệm chi phí và áp dụng các giải pháp để giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí thường xuyên để giảm giá thành sản xuất. 2. Thực hiện tính toán cập nhật giá điện năm 2020 theo quy định tại quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Phương án tính toán phải bám sát kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành, cập nhật các thông số đầu vào liên quan đến giá điện như giá than, giá dầu, tỷ giá, tình hình thủy văn các nhà máy thủy điện theo hướng dẫn. 3. Chỉ đạo kiểm tra các tổng công ty điện lực, các đơn vị điện lực thực hiện nghiêm túc việc áp giá bán lẻ điện đúng đối tượng theo quy định, đặc biệt lưu ý với việc áp dụng giá bán điện theo quy định cho các khách hàng nằm trong chuỗi quá trình sản xuất và lưu thông hàng nông sản. 4. Chỉ đạo các tổng công ty phát điện, các công ty thủy điện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phối hợp vận hành các hồ thủy điện nhằm góp phần đảm bảo cung cấp nước cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ở hạ du các hồ thủy điện. 5. Chỉ đạo các tổng công ty điện lực triển khai các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải, chương trình điều chỉnh phụ tải điện nhằm mục tiêu cắt giảm phụ tải đỉnh, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho năm 2020.